Được rồi, lùi ra hết đi. Nô tỳ cáo lui. Ung Trực tham kiến hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng triệu kiến Ung Trực có điều gì dặn dò? Thật ra cũng chẳng có gì. Trẫm chỉ cảm thấy chán chết đi được, muốn gọi người tới để uống với trẫm vài chung. Được, tạ ơn hoàng thượng. Vậy hoàng thượng, Ung Trực xin kính hoàng thượng một chung, chúc hoàng thượng sức khỏe dồi dào, cũng chúc cho quốc gia hưng thịnh. Người đứng đó làm gì? Ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng trông có vẻ rất phiền muộn, chẳng hay vì chuyện gì vậy? Trên đời này, người có thể khiến trẫm mất ăn mất ngủ, ngoài vạn quý phi ra thì còn ai vào đây nữa? Hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng với quý phi, thật khiến người ta bái phục. Người khác bái phục trẫm thì có ích gì? Vạn quý phi không hề cảm thấy trẫm tốt với nàng ấy. Theo ý của nô tài, muốn chung sống hòa hợp với quý phi nương nương thì cần phải có tiếng có lùi. Vậy ý của ngươi là muốn trẫm đừng nhường nhịn vạn quý phi đúng không? Nhường thì vẫn phải nhường, nhưng nhất định phải có tiếng có lùi mới được. Lúc thì tiến, lúc thì lùi, như vậy mới không bị bẻ mặt. Thật ra ngươi nói đều đúng, trẫm cũng biết chứ, chỉ có điều làm không được thôi. Ung Trực, tuy ngươi là một thái giám, nhưng trong chuyện nam nữ thì ngươi rất hiểu biết. Bẩm hoàng thượng, lúc nô tài vào cung thì tuổi cũng đã lớn, chuyện nam nữ cũng biết được đôi điều. Hoàng thượng, uống chung nữa đi, đừng quá buồn bực làm gì. Tin là tâm trạng quý phi nương nương tốt lên sẽ tự tới tìm hoàng thượng. Được, mời. Mỹ Tâm, Sư Quân, lâu quá không gặp. Phải đó, các cô về Ti Trân phòng hả? Tôi phải đưa thuốc tới cung thần phi, bữa khác nói tiếp nha. Được. Cô ta không phải Lăng Thất Xảo, cháu của Lăng Ti Chính đó sao? Đúng rồi. Không hiểu ngọn gió nào thổi mà lại chủ động chào hỏi chúng ta vậy. Không phải cô ta đã bị Vạn Quý Phi đuổi đi rồi sao? Đi thôi. Cô không bắt tôi kết giao bạn bè thì còn lâu tôi mới nói tới các người. Bách cô nương, Dương nhạc công, vết thương trên tay cô đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi. Cảm ơn huynh lần trước đã giúp tôi. Đừng cả sáo. Khăn tay của huynh tôi quên đem theo rồi. Không sao, lần sau gặp các cô cũng không biết là khi nào. Cô cứ bỏ đi. Vậy thì ngại lắm. Chỉ là chiếc khăn cũ, có gì đâu mà ngại. Cáo từ. Đi thong thả. Cô, vào đi. Sao hả? Lại muốn nhờ ta đổi chỗ khác cho con nữa à? Không phải, là Hàm Hương. Còn thấy cô ta đi rất gần một nam nhạc công. Thật xảo. Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, chưa làm được gì nên chuyện thì hãy làm tốt bổn phận của mình, đừng gây chuyện khắp nơi. Vẫn chưa hiểu hay sao? Nhưng cô là Ti Chính, sao lại có thể để bọn họ làm bại hoại quy tắc trong cung được?
Con vẫn chưa rút được bài học trong cung vạn quý phi sao? Ta cho con biết, ta chuyển con tới ngự dược phòng nấu thuốc đã hao tâm tổn sức lắm rồi. Con có biết cung nữ lần trước đắc tội vạn quý phi bây giờ đang ở đâu không? Bị phạt tới hoán y cục giặt đồ, không bao giờ được ra khỏi đó. Tuy ta có chức quan ở thượng cung cục, nhưng ta cũng có kẻ thù. Con mà còn gây thêm rắc rối cho ta nữa, thì sớm muộn ta cũng sẽ cho con tới Vu Hành Điện để con khỏi gặp ta luôn. Cô, đi ra đi. Nhìn thấy con là ta nhức đầu rồi. Đi ra đi. Đóng cửa lại cho ta. Chẳng phải cô sợ bị con liên lụy hay sao? Lần trước khi con có quyền có thế trong cung vạn quý phi, cô có làm như vậy với con không? Để rồi xem. Rồi đây con sẽ được thăng tiến mà chẳng cần đến cô đâu. Dương Nhạc Công, Phương Thượng Nghi, Ân Ti Nhạc. Dương Nhạc Công, khúc tiễn biệt của ngươi đã biên soạn xong chưa? Vẫn chưa xong. Ta và Ân Ti Nhạc đều rất thích khúc nhạc đó. Nhưng trong hậu cung, Thái Hậu và các phi tần đều thích loại nhạc mang lại sự vui vẻ. Nếu ngươi sáng tác được vài khúc nhạc vui thì sẽ tốt hơn. Dương Vĩnh sẽ nghe theo lời khuyên của Phương Thượng Nghi, thử biên soạn khúc nhạc vui. Phương Thượng Nghi, Ân Ti Nhạc, Dương Nhạc Công, Trương Thái Y đến khám cho Vạn Quý Phi rồi sao? Phải, mới xem xong mạch bình an cho Vạn Phi. Mấy hôm trước Phương Thượng Nghi bị phong hàn, hôm nay đã khỏe rồi chứ? Uống thuốc của ngài kê, 3 ngày sau đã khỏi bệnh rồi. Vậy thì tốt. Chúng tôi phải tới nhà công cục làm việc. Trương Thái Y, xin cáo từ. Vậy đi thông thả nha. Trương Thái Y, Dương Mỗ muốn mời ngài uống chung rượu nhạc, không biết có nể mà không? Được, ta về ngự dược phòng báo cáo, cũng đúng vào lúc đổi ca trực. Vậy được, tại hạ sẽ chờ ngài ở cổng thành. Vậy thì không gặp không về. Được. Dương Nhạc Công mời, Trương Thái Y mời. Chẳng hay Trương Thái Y làm ngự y được bao lâu rồi? Nhà ta trên 3 đời đều làm ngự y. Vào năm ta 23 tuổi, cha ta tiến cử ta vào cung. Mới đó mà đã 23 năm rồi. Vậy là ở trong cung đã được nửa đời người rồi. Thêm ít ngày nữa là hơn nửa đời người rồi. Trương Thái Y, ngài ở trong cung lâu như vậy, có từng nghĩ là muốn bỏ đi không? Đúng như người nói, đi thì được, nhưng luôn có lý do để ở lại. Vậy mới khiến người ta khổ tâm. Thật không ngờ Trương Thái Y cũng có nhiều bức xúc giống như tại hạ vậy. Dương Nhạc Công, ta thấy giữa trán ngươi luôn mang vài phần buồn phiền. Khúc tiễn biệt đó lại là một khúc bi ca khiến người ta xúc động. Có phải trong lòng Dương Nhà Công vô cùng đau đớn không? Chuyện đau buồn đến quá nhanh, muốn quên nó đi mà lại không sao quên được. Nghe người nói vậy, ta rất áy náy. Người làm đại phu chúng ta, bệnh thì trị được, nhưng tâm bệnh rất khó trị. Với bản thân mình cũng vậy. Thank you.
Bách cô nương, nào. Bách cô nương, vết thương trên tay cô đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi. Cảm ơn huynh đã giúp tôi. Đừng khách sáo. Khăn tay của huynh tôi quên đem theo rồi. Không sao, lần sau gặp các cô cũng không biết là khi nào. Cô cứ bỏ đi. Vậy thì ngại lắm. Xuân Hoa, ngươi lại đi. Dạ. Phương Thượng Nghi, ngươi tìm Nô Tì à? 10 ngày nữa đại công chúa hồi cung thăm thân, Chu Thái Hậu sẽ mở tiệc chiêu đãi. Ân Ti Nhạc đã vào cung Vạn Quý Phi rồi. Ngươi hãy cùng ta vào cung Thái Hậu để bàn về nhạc khúc chơi hôm đó. Chuyện này... Sao? Ngươi có chuyện phải làm à? Cũng không phải, nhưng mà Hàm Hương đang chờ Nô Tì ở nhạc phổ phòng. Hai chúng tôi phải cùng biên soạn lại khúc Ngây Thường Vũ Y. Ngươi nhờ người đến báo cô ta một tiếng là được. Chỗ Thái Hậu không chờ được đâu. Được, Nô Tì sẽ tìm người đi báo cho cô ấy. Người chờ một lát. Hồng Ngạc, tôi muốn làm phiền cô. Nhờ cô tới nhà phổ phòng nói với Hàm Hương, tôi phải đi với Phương Thượng Nghi tới hậu cung, không thể biên soạn cùng cô ấy được, nên nói cô ấy đừng chờ tôi mà cứ về trước đi. Được, lát nữa tôi sẽ đi nói với cô ấy. Cảm ơn. Đi thôi. Được. Các cô về trước đi, tôi phải tới nhà phổ phòng báo với Hàm Hương đừng chờ Xuân Hoa nữa. Được. Hồng Ngạc, tôi đang trên đường đưa thuốc tới chỗ Hà Thần Phi để tôi báo cho Hàm Hương được rồi. Cô khỏi cần phải đi. Vậy được, làm phiền cô. Không phiền, tôi đi trước đây. Cô ta thường đối chọi với Xuân Hoa và Hàm Hương, nhờ cô ta đi không sao chứ. Nghe nói cô ta sau khi bị Vạn Quý Phi trị tội đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc không sao đâu. Cũng phải, đi thôi. Bách cô nương, tôi đi trước đây. Đi thông thả. Trễ rồi mà sao Xuân Hoa vẫn chưa tới vậy? Sao cửa lại bị khóa? Có ai đó không? Mở cửa đi. Có ai đó không?
Mời hoàng thượng thay áo ngủ à? Không cần đâu. Trẫm muốn ra ngoài đi dạo. Dạ. Khởi giá. Hoàng thượng. Hoàng thượng người xem, năm nay hoa đào nở thật đẹp. Có ai đó không? Mở cửa đi. Mau mở cửa đi. Có ai không? Có ai không? Mở cửa đi. Nhị hỉ, có ai đó không? Người có nghe thấy tiếng người đang gọi không? Hình như là có. Đi. Có ai không? Mở cửa đi. Mở cửa ra. Dạ. Có ai không? Tham kiến hoàng thượng. Sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Nô tỳ không biết nữa. Không biết. Vậy ngươi là? Nô tỳ là Bách Hàm Hương của nhà công cục. Bách Hàm Hương. Nếu ngươi là người của nhà công cục thì hãy đàn một bài cho trẫm thưởng thức. Dạ. Hay lắm. Tạ ơn hoàng thượng. Đêm mai hãy tới tẩm cung của trẫm đàn cho trẫm nghe. Dạ, thưa hoàng thượng. Hồng Ngạc, cô biết Hàm Hương đi đâu không? Cô ấy vẫn chưa về sao? Vẫn chưa. Cô không nói với cô ấy là hôm nay tôi không thể tới nhạc phổ phòng soạn nhạc với cô ấy sao? Lúc đầu tôi định đi nói với cô ấy, nhưng lại gặp thất xảo. Cô ta nói tiện đường nên tôi nhờ cô ta đi. Thất xảo? Cô đâu phải không biết con người cô ta? Tôi tưởng cô ta sau khi bị Vạn Quý Phi đuổi thì sẽ tốt hơn. Thôi, để tôi đi tìm cô ấy. Hàm Hương, Xuân Hoa, cô không sao chứ? Tôi không sao. Không sao thì tốt. Thôi tôi đi đây. Chúng ta vào nhà đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải thất xảo đã trêu đùa cô không? Lại là cô ta. Thảo nào cửa nhà phổ phòng bị khóa lại. Cô bị nhốt ở đó tới tận bây giờ hả? Đây, uống miếng nước đi. Nhưng chỗ đó rất ít người đi ngang qua. Lại đã cho cô ra vậy? Là hoàng thượng. Hoàng thượng.
Hoàng thượng dạo này có khỏe không? Bẩm nương nương, hoàng thượng vẫn ngủ không được ngon giấc. Ngài không tìm Lưu Thần Phi hay Hạ Thần Phi bầu bạn sao? Không thưa nương nương, nhưng đêm hôm qua hoàng thượng có nghe được khúc nhạc do một nhạc công đàn, đêm hôm nay lại triệu cô ta vào cung. Chỉ là bắt chước thôi. Hoàng thượng nhất định là giận bổn cung đêm đêm nghe nhạc, cho nên cũng muốn làm theo. Xong việc rồi, lui ra đi. Dạ, thưa nương nương. Khởi bẩm hoàng thượng, nhà công tới rồi. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Ngồi đi. Dạ. Nhị Hỷ, ngươi lui ra đi. Dạ, thưa hoàng thượng. Mau, đóng cửa lại. Dạ. Lùi ra đi, lùi ra hết đi. Dạ. Người thế này rồi, mà sao Hàm Hương vẫn chưa về vậy? Có lẽ là vì hoàng thượng thấy khó ngủ nên muốn Hàm Hương đàn tiếp. Phương Thượng Nghi tới chưa vậy? Phương Thượng Nghi vẫn thi nhạc đều chưa tới. Cô gấp như vậy có chuyện gì sao? Hàm Hương suốt đêm qua không về. Cô ấy không phải bị Tất Xảo chơi xấu như một chỗ nào nữa chứ? Tôi đang lo chuyện này đó. Đúng là chuyện vui, đúng là chuyện đại hiệp của Thượng Cung của chúng ta. Phương Thượng Nghi, ta có chuyện muốn tuyên bố. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng vừa truyền thánh dụ, Hàm Hương được phong làm Bách Thần Phi. Hàm Hương được phong làm Bách Thần Phi. Đây là chuyện vui của hậu cung, cũng là chuyện vui của nhà công cục chúng ta. Lý Thượng Cung đã cùng Chu Ti Triết, Trương Ti Chế, Hà Ti Trân đến Đồng Tâm Điện mà hoàng thượng ngự ban cho Hàm Hương, chế định trang sức, trang phục cho Bách Thần Phi và bố trí lại tẩm cung. Sau này mọi người gặp cô ấy nhớ phải hết sức kính trọng, không được tỏ ra thất lễ, có biết không? Dạ. Phương Thượng Nghi,
Nô tiện đi gặp cô ấy được không? Bây giờ cô ấy đã là phi tần, khi nào muốn gặp ngươi thì sẽ truyền gọi, không được tự ý vào cung gặp cô ấy. Nếu như vậy thì sẽ làm trái quy tắc trong cung. Dạ biết rồi. Cái gì? Hoàng thượng chủ động sắc phong một phi tử sao? Thật là tốt quá. Thái hậu nghe thái giám bên cạnh hoàng thượng nói, vị phi tử này là người tài mạo song toàn. Tốt, tốt lắm. Con trai ta cuối cùng đã biết trên đời này thật ra mỹ nữ nhiều vô kể. Sau này trong mắt hoàng nhi sẽ không chỉ có một mình vạn quý phi nữa. Đợi khi nào chuyện trong cung bách thần phi đó sắp xếp ổn thỏa, cho truyền ả tới đây, ai gia muốn gặp ả. Dạ, thưa thái hậu. Bách Hàm Hương, các ngươi lập tức điều tra rõ cho bổn cung, Bách Hàm Hương này rốt cuộc là ai, từ đâu tới. Mau đi đi. Dạ. Hoàng thượng, ngài ác lắm. Ngoài miệng nói không giảm ân tình dành cho bổn cung, xác lập hoàng phi là lệnh mẹ khó cãi, thì ra đều là lời nói dối. Nương nương đừng quá tức giận, sức khỏe quan trọng. Không sai, bổn cung không thể suy sụp được. Bổn cung nhất định phải giành hoàng thượng lại. Mau lên đi, để ở bên đó. Lý Thượng Cung, nhẹ tay thôi, để đó đi. Lý Thượng Cung, tham kiến nương nương. Lý Thượng Cung, mọi người không cần đa lễ. Bách Thần Phi tuy xuất thân ở Thượng Cung Cục, nhưng nay đã là phi tần. Ở hậu cung là chủ tử của bọn hạ quan. Bọn hạ quan hành lễ với Bách Thần Phi là lễ nghi cần thiết. Bách Thần Phi không cần áy náy. Trong cung quy định, mỗi một phi tử lập mới dựa vào địa vị sẽ chế định trang phục và trang sức số lượng khác nhau. Còn đồ trang trí tẩm cung cũng có thể thay mới. Bách Thần Phi có thể cùng Trương Ti Chế, Chu Ti Thiết, Hà Ti Trân bàn về mẫu mà mình thích. Ta... Nương nương, sau này khi xưng hô đừng xưng mình là ta nữa, mà phải xưng là bổn cung. Khi gặp hoàng thượng và thái hậu phải xưng là thần thiếp. Cảm ơn Lý Thượng Cung đã nhắc. Bổn cung không có yêu cầu đặc biệt gì về trang sức, trang phục và đồ trang trí ở trong cung. Tất cả sẽ do Lý Thượng Cung, Trương Ti Chế, Chu Ti Thiết, Hà Ti Trân quyết định. Vậy thì trang phục và trang sức sẽ làm trước một nửa, số còn lại để sau này Bách Thần Phi có ý kiến gì sẽ làm tiếp. Còn về trang trí tẩm cung, chờ khi nào nương nương ổn định, có thể để sau này rồi trang trí. Chẳng hay Bách Thần Phi có đồng ý với ý kiến của hạ quan không? Tất cả sẽ do Lý Thượng Cung quyết định vậy. Bách Thần Phi, sau này Hạ Hà sẽ là chưởng y trong cục. Tiểu Điệp, Tiểu Phương là cung nữ chợ lệnh. Chẳng hay ý kiến Bách Thần Phi thế nào? Tất cả sẽ theo sắp xếp của Trương Ti Chế. Nếu Bách Thần Phi không còn dặn dò gì nữa, bọn hạ quan xin được cáo lui. Khoan đã, ta... Bổn cung muốn gặp Xuân Hoa. Thì ra là như vậy. Chuyện đó rất dễ. Bách Thần Phi có thể lệnh cho Hạ Hà, Tiểu Điệp đến nhà công cục truyền gọi Xuân Hoa tới là được. Hạ Hà, lập tức tới nhà công cục truyền gọi Xuân Hoa tới đây. Dạ, thưa Lý Thượng Cung. Bọn hạ quan xin cáo lui.
Nương nương, người đang tìm gì vậy? Để nô tỳ tìm giúp cho. Không cần đâu, người ra ngoài đi. Dạ. Sao bỗng nhiên Hàm Hương lại được hoàng thượng lập làm phi tử vậy? Tôi cũng không biết nữa. Sáng nay Trương Ti Chế nói sắp xếp tôi hầu hạ một phi tử mới. Khi vào cung tôi mới biết đó là Hàm Hương. Bây giờ Hàm Hương sao rồi? Tôi thấy cô ấy hơi thất thần, không được vui. Nghe nói đêm qua hoàng thượng đã lâm hạnh cô ấy. Có chuyện như vậy sao? Chúng ta mau đi thôi. Nương nương, Xuân Hoa đến rồi. Xuân Hoa vào đây, những người khác lui ra. Dạ, thưa nương nương. Hàm Hương, Xuân Hoa, sao vậy? Cô đừng buồn, bây giờ cô thế này, nếu để người khác nhìn thấy rồi truyền tới tai hoàng thượng thì sẽ không tốt đâu. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Tôi không hề muốn làm phi tử. Chúng ta sống trong cung, dù làm hay không làm phi tử thì cũng là người của hoàng thượng. Cô được phong làm phi đã là chuyện mà rất nhiều người ao ước có được. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi... Tâm tư của cô tôi biết chứ. Nhưng có những người và những việc cô chỉ có thể để trong lòng, vì nó sẽ không bao giờ có kết quả. Vậy tôi phải làm sao đây? Chúng ta ở hậu cung, cho dù là ai, làm cung nữ hay là nhạc công, thậm chí là phi tần, điều duy nhất phải làm là hầu hạ hoàng thượng, kính trọng hoàng thượng. Những chuyện khác cô không được suy nghĩ nhiều. Điều đó không tốt cho cô và người khác. Hơn nữa chuyện đã thế này, cô phải làm tốt vai trò phi tử của hoàng thượng. Đừng đau lòng và buồn phiền, như vậy sẽ có hại cho mình và cũng sẽ có hại cho những người quan tâm tới cô. Thất xảo, mùi thuốc đó được rồi, rót ra được rồi, sắp xong rồi. Lê mề, làm gì không biết nữa, thật là. Hoàng thượng lại xác lập phi tử mới rồi. Vậy à, là thuộc nữ nào vậy? Không phải, lần này là một nhạc công. Nhạc công? Là nhạc công nào vậy? Tôi cũng không biết, chỉ biết cô ta được phong là Bách Thần Phi. Bách Thần Phi? Không lẽ là Bách Hàm Hương? Chết rồi, đây là canh an thần của Thái Hậu. Cô làm gì vậy hả? Cô hại chết người ta rồi. Thật là, chuyện tốt chưa thấy lại thấy hư chuyện. Thuốc mà nó cũng không xong nữa, cô nhìn cô đi. Thần thiếp Bách Hàm Hương xin tỉnh an Thái Hậu. Ngẩng đầu lên cho Ai Gia nhìn ngươi kỹ một chút. Dạ, thưa Thái Hậu. Quả nhiên là trẻ trung xinh đẹp, yêu kiều quyến rũ. Thảo nào Hoàng Nhi lại thương mến ả như vậy. Đứng lên, ngồi đi. Tạ ơn Thái Hậu. Trương Nhũ Mẫu tặng quà của Ai Gia cho Bách Thần Phi. Nương nương,
bao nhiêu đồ quý giá như vậy, thần thiếp thật không dám nhận. Ngươi là phi tần của hoàng thượng, cũng là con dâu của Ai gia. Mẹ chồng tặng quà cho con dâu, có gì đâu mà không dám nhận. Chỉ cần sau này ngươi hầu hạ hoàng thượng thật tốt, sinh con đẻ cái cho hoàng thượng, là Ai gia yên tâm rồi. Hãy nhận đi. Tạ ơn Thái hậu. Bách thần phi, Ai gia nghe nói ngươi là người của nhà cung cục, ngươi giỏi về nhạc cụ nào vậy? Bẩm Thái hậu, từ bà và Dương Cầm, thần thiếp đều biết được ít nhiều. Biết được ít nhiều. Người khiêm tốn quá đó. Nhà công của nhà công cục là người được chọn trong số 100.000 người. Chắc là tài năng của Bách Thần Phi rất xuất sắc và tuyệt vời. Hôm nào đó nhất định phải đàn cho Ai gia nghe một bài đó nha. Nếu như Thái hậu không chê, thần thiếp nhất định sẽ tấu nhạc hầu Thái hậu. Được. Trong nhà ngươi còn ai nữa không? Quê quán ở đâu? Qua xác minh, Bách Lập Cơ khi giữ chức tế huyện đạo đài đã giết hại Trung Lương Lý Vi, nay thu hồi chức quan, đầy đi Giang Châu, gia sản sung công. Con gái là Bách Hàm Hương đưa vào cung làm nô tỳ, lập tức thi hành. Đại nhân, giải chúng ra ngoài. Rõ. Đại nhân, Hàm Hương đi. Cha, Hàm Hương. Cha, Hàm Hương. Cha, Hàm Hương. Cha. Thần thiếp là con gái của Phạm Quan, ở nhà có cha bị xung quân đến Giang Châu, không biết sống chết thế nào. Mong Thái hậu khai ân, miễn tội cho gia phụ, để thần thiếp được đoàn tụ với gia phụ. Thì ra là vậy. Bách Phi, ngươi đừng quá đau lòng. Ai gia nhất định sẽ phái người điều tra tung tích của phụ thân ngươi, đón ông ta đến kinh thành, để cha con các ngươi được đoàn tụ. Tạ ơn điện của Thái hậu. Được rồi, đứng lên rồi nói. Hải Đường. Hải Đường. Cô nói gì? Hoàng thượng lại xác lập một phi tử mới nữa à? Phải. Chuyện quá bất ngờ. Sáng hôm nay thượng cung cục lo tới cuốn cuồng luôn. Ti Trần phòng và Ti Thiết phòng đều bận lo thu xếp. Còn phải nói sao? Cô có biết chưởng y của phi tử mới này là ai không vậy? Cái đó thì tôi không nghe nói. Cô có gì mà phải ngưỡng mộ? Chờ khi nào Triệu Thục Nữ ở chỗ các cô được phong làm phi tử thì cô sẽ được thăng chức thôi. Cô ta được phong làm phi tử à? Cô có nghe nói câu gà mái biết gáy bao giờ chưa? Coi cô độc mồm độc miệng chứ kìa. Cô, vào đi. Cô tìm con có việc gì vậy? Hôm nay hoàng thượng xác lập Bách Thần Phi, con có biết không? Trong cung ai cũng bàn tán xôn xao, làm sao mà con không biết được chứ? Con đó, ta đã nói với con từ lâu rồi, phải dành chút thời gian để học cầm kỳ thi họa. Con lại không nghe. Nghe nói Bách Thần Phi này nhờ đàn một khúc nhạc mà được hoàng thượng sủng hạnh. Lạ thật. Hôm trước còn là nhạc công, hôm nay sao lại được lập làm phi tử vậy chứ? Nghe thái giám bên cạnh hoàng thượng nói, đêm hôm trước khi hoàng thượng đi tản bộ ở ngự viên thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhạc phổ phòng. Thì ra là có một nhạc công bị ai đó chơi xấu nhốt vào trong phòng. Hoàng thượng liền cứu cô ta ra ngoài và lệnh cho cô ta đàn một bài nhạc, và thế là khúc nhạc Ninh Duyên. Cái gì? Hoàng thượng quen Bách Hàm Hương ở nhạc phổ phòng sao? Sao mà may mắn quá vậy? May mắn. Có phải con nhốt cô ta trong nhạc phổ phòng không? Con chỉ là muốn trêu cô ta thôi. Vậy là con đã giúp cô ta một tay rồi.
Làm sao con biết sẽ thế này đâu chứ? Ta đã nói rồi, không có bản lĩnh thì đừng có gây chuyện hại người. Con thật là, ta thật không biết trên đời này còn ai ngu ngốc hơn con nữa không? Làm sao con biết hoàng thượng sẽ tới đó chứ?